Ôi, mệt quá trời quá đất thiệt tình. Có lúc nhà như bầy ong vậy. Có lúc không có một mạng nào ở trơn trọi. Không có vợ con gì hết. Tới lúc bệnh hoạn không ai chăm sóc. Rồi chết khô chết già chắc cũng không ai phát hiện. Tới lúc phát hiện ra chắc là còn bộ xương. Ôi trời mệt. Ôi trời mệt quá trời ơi là trời. Ôi khổ quá đi. Thấy cô đơn quá. Ủa sao? Ủa sao ông tứ trời ơi chết cha. Sao vậy nè? Sao mà ho dữ vậy nè? Ho như đắc kỷ ho gà. Ôi, bởi vậy ta nói á, nó bất đắc kỳ tử lắm. Ngộ lắm nha. Nhà mà đông người mình không có sao. Hãy mà thoát có một cái mình sống độc thân mình đó, đơn kiếm một cái là có chuyện rồi. Mắc dịch mắc gió, mình chết giữa chừng không ai biết luôn. Tin không? Ừ, thôi về nha. Ôi trời đất ơi. Trời ơi, quan tâm gì ngộ vậy? Trời ơi. Ôi sao có tâm quá vậy? Tự nhiên cái hỏi thăm vậy xong cái bỏ đi về. Hết chuyện rồi. Ôi, cạo gió giùm tôi đi. Ôi! Bậy. Cạo gió. Ôi bậy. Không được đâu. Hàng dày, ông xã tôi á, bệnh chứ không bao giờ tôi cạo gió trơn. Bữa đó ông ho quá đi, ông bị trúng gió. Tôi cạo một cái ông đi luôn á. Vậy thôi khỏi cạo ha. Thôi vậy cảm ơn. Nó nghe nè. Nó ôi trời đó tội quá. Nó nghe nè. Rồi cái có ăn uống gì chưa? Chưa. Vậy giờ hả? Thèm ăn cháo á. Ăn cháo trắng hột vịt muối á. Thèm miếng dưa mắm. Chút xíu cá cơm. Với thịt ba rọi kho tiêu á. Thèm chút nước dừa. Nước dừa làm gì? Bánh nấu nước dừa làm gì? Quên cháo trắng, tưởng cháo đỏ, cháo đậu đỏ. Nó thèm dữ lắm hả? Thèm miếng hồng vịt bắp ấp thảo. Ấp thảo nữa hả? Vậy thôi giờ về mà mình thèm nhiều quá thôi mình lết thay ra chợ mình ăn đi. Chứ sao lại phải ngồi đây? Lết nổi lết rồi. Trời ơi, người ta nói người ta thèm thì phải hiểu ý người ta rồi. Hiểu ý chưa? Thôi được rồi, đây. Để tôi về. Cái tôi nấu cho miếng cháo ăn ha. Rồi sẵn đó cái tôi nấu thuốc cho uống luôn nha. Cảm ơn. Ở đây nha. Ôi trời. Ém lại. Không ém là nó tới luôn. Đừng. Cái này mà mình ho nhiều quá là cái kiểu này một hồi là nó phun máu luôn đó. Đầu á. Hoàng ơi. Khoan đây nè Hoàng ơi. Hoàng ơi. Hoàng đi chơi rồi. Ủa vậy? Anh, trời ơi. Khỏe không anh? Trời ơi. Ai. Má Hoàng nè. Ủa trời ơi, chị má Hoàng dạ. Hả? Gặp có một lần tới giờ dạ. Không nhớ nổi. Dạ. Thôi chị đẹp quá vậy. Cảm ơn anh, trời ơi. Ở dưới quê tôi ai cũng nói tôi đẹp hết trời. Anh khỏe không? Sao thấy bể rạ cái gì nè? Bịn quá, bịn. Bị bệnh ho. Dạ. Trời ơi, rồi mấy đứa nhỏ không có ai lo cho anh sao? Súm sụm nhau, nó đi bơi ở ngoài Vũng Tàu hết rồi. Trời ơi, tội nghiệp không? Nè, vô, tôi dỡ áo tôi cạo gió cho. Cạo gió. Trời, đó giờ có cạo cho ai chưa? Cạo chồng tôi nhiều lần rồi, lần chó cạo không đi luôn à. Vậy thôi, cảm ơn. Khỏi, trời ơi. Sao mấy má này cạo chồng chết hết vậy trời ơi. Anh ơi, anh. Nếu mà anh sợ cạo gió thôi tôi dắt hơi cũng được. Thôi đừng đụng vô tâm thần tôi. Dạ. Thôi được, cảm ơn bà chị nhiều nghe. Dạ. Cái gì vậy? Cái lưng tôi nó đau quá anh. Ơi sao vậy? Dạ cái lưng nó ngồi xe đau lâu quá nó đau. Ơi có sao không? Nó cũng đau đó. Ôi trời ơi. Ây da, chỗ này hả không? Dạ. Chỗ này đau không? Trời. Tự nhiên má lục lọi trong nhà bếp vậy? Lục gì đâu. Hôm bữa mà con bị ho thì cái thuốc ho mà má hỏi thuốc nam á hả? Còn không còn? Còn gói. À vậy hả? À má cần cái gì? Ủa cái gì má ho hả? Sao không lên phòng nghỉ đi để ông sắc cho. Trời, không có. Là má cần nhưng mà không phải cần cho má. Tức là má không có ho. Má vậy ai ho? Đứa hả
ông Tứ, nó đại ông Tứ. Nó không nghe được ông Tứ. Ông hò hò. Ông Tứ hò hả? Sao dạo này má quan tâm ông Tứ dữ vậy ta? Trong đôi mắt của má nó khác lắm. Nó chất chứa tình cảm ở trong đó. Mày nha. Không, cái này là con khẳng định là má thích ông Tứ. Nó mày, đúng rồi mày. À, đó tập này nhìn thiên kinh nè. Đó vậy đó. Đó. Dạ lớn tuổi. Ông có lưng đau quá. Con lưng đau. Đau đau. Thôi ngồi nghỉ chút xíu đi. Ngồi chút đi. Ngồi nghỉ chút xíu đi. Trời. Trời ơi. Anh không sao không? Không sao. Không sao. Ủa, chửi ai chó vậy? Dưới đây con chó ăn dụng chạy ngang qua đây. Ngồi đi. Anh có sao không? Có bị gì không? Dạ không, không sao mà anh có sao không? Không có sao hết trơn á. Thấy đỡ chưa? Anh cũng không có sao. Biết rồi. Ai vậy? Hả? Ở đây là tên Hiếu, má của ông Hoàng. Má ông Hoàng, Hoàng mướn nhà trong này. Ủa, anh Tứ còn ai vậy? Đây là bà Tư, nhà hàng xóm đây nè, nhà bà xóm đây nè, đó. Nghe sao? Sao rồi, anh thấy người anh sao rồi? Nó đỡ rồi. Uống thuốc nghe, đi mua thuốc tây anh uống nghe. Bậy. Già rồi, sao uống thuốc tây được? Nó nóng, nó bất khó chịu lắm. Nổi một ngọt đầy luôn á. Uống thuốc nam. Trời ơi, đúng rồi chị. Uống thuốc nam nấu chừng nào mới uống được. Thuốc tây tôi đi mua liền giờ. Đúng. Sao biết nó chừng nào mới nấu rồi chứ, ta nói gì sao? Nấu rồi hả? Nấu thuốc rồi hả? Không còn biết rồi hay chưa? Hãy mà mình cần uống là mình có à. Thôi, chị em bạn gái với nhau không mà, trước lạ sao quen, hiểu không? Đừng có sân si với nhau chi cho nó mệt ốc nghe. Thôi hai người ngồi đây đi, tôi vô lấy nước cho hai người uống. Anh Tứ đang bệnh. Muốn làm gì để em làm cho. Chị biết không, tôi lên đây là tôi thăm con tôi. Thì đúng rồi. Nó đi chơi rồi. Nó đi rồi. Anh Tứ anh bệnh nữa. Thấy thương quá cho nên bây giờ. Anh ơi. Bệnh quá. Anh ơi, không có ai chăm sóc anh. Anh vô nhà anh nằm nghỉ đi. Anh chỉ nằm thôi. Nằm một chỗ đi. Cơm bưng giờ nước là có em lo cho anh. Em sẽ mua thuốc cho anh uống. Em nấu cơm cho nó cháo cho anh ăn. Chị hiểu. Vậy đi. Ngồi chơi nghe. Đi vô. Anh đi. Đi vô. Đi ngồi chơi nghe. Bye bye. Ngồi chơi. Anh ơi. Mệt đó em. Ui da, trời, cái lưng đau quá. Trời, đây đau lắm hả? Còn nhà cái người thuốc nào nó thơm dễ ta. Đêm. Ủa má, thuốc con nấu xong rồi nè, má đem qua cho bác Tứ đi. Đổ bỏ. Có cái gì đổ bỏ? Nhanh đi. Công sức con nấu 3 tiếng đồng hồ đó. Bộ ông Tứ ông chọc giận má hả? Cái gì? Để đi. Ngồi đi đem qua. Vậy con để đây nha. Con lên trước con coi đá banh nè. Người như cái hồng lộn vậy. Nó quá lắm, tâm sốc quạt. Sao, đỡ chưa? Đỡ. Ra đây. Trời ơi, cảm ơn nha. Biểu ngồi trong nhà không chịu ngồi. Vô trong trỏng nằm cho nó khỏe. Nè. Anh á, uống thuốc tây á, nóng lắm, anh phải uống nước nhiều luôn nha, đỡ nha. Cảm ơn nhiều quá. Anh Tứ ơi, sao anh cứ cảm ơn em hoài, anh khách sáo à. Anh Tứ. Cảm ơn. Thuốc nè. Cái này là... Ủa chị? Tư sắc cho tôi đó hả? Chị con nào? Ủa chị Tư ơi, anh mới uống thuốc tây, cái thuốc này muốn uống phải chờ mấy tiếng hồi sau mới uống được. Uống thuốc tây rồi hả? Uống xong nè. Thôi kệ nó, uống thuốc tây thì thôi để chờ đi. Còn nếu không trộn được, không muốn uống thì đổ đi. Sao vậy? Liệu, tại liệu. Tôi nói gì là đổ thiệt hả? Không phải liệu. Thì để cho nó nguội xong rồi đợi mấy tiếng đồng hồ sau rồi uống. Chứ không, tôi thật ra cái này là không muốn uống mới đổ nè. Phải liệu. Đổ nữa rồi kìa. Thôi không phải, đừng có nói, đừng có nạt sợ. Tại đang bệnh. Từ từ nha. Tôi biết rồi nha. Tôi hiểu rồi nha.
ông cố tình ông đổ thuốc gì nè, để chi, để ông làm vừa lòng với lại tình nhân của ông. Ủa, tình nhân nào? Tại vì ông uống thuốc tây của tình nhân của ông rồi. Ừ. Cho nên bây giờ nếu ông muốn uống thuốc nam nữa thì không có được, sợ nó tình nhân nó buồn đúng không? Hiểu rồi. Trời ơi. Còn cái gì? Này gọi là vui vẻ hoa cười. Ghen. Cái gì mà ghen? Ai ghen làm nhau? Tôi không ghen. Tôi không bao giờ ghen. Tôi già rồi, tại sao tôi phải ghen? Tại sao tôi ông tôi không ưa ông này. Tôi thương ông này là tại vì là hàng xóm thôi. Vì sao tôi phải ghen? Tôi không ghen. Không bao giờ tôi ghen. Bà tưởng tôi với ông là tình nhân. Không có đâu, nghĩ vậy bà. Nói giùm tôi đi. Bà mới nói kìa. Bà thương ông mà. Đừng có nói gì. Không phải vậy. Nói vậy. Ôi, tập bậy. Nói tập bậy. Nói. Bà Hiếu nè. Rồi, tôi cảm ơn tôi thôi. Tại vì một thời gian qua chăm sóc lo lắng cho ông Minh Hoàng, đối đãi nó như con gì đó, cho nên tôi thương ảnh là tôi lo cái tình nghĩa thôi, chứ không có phải tình nam nữ. Chứ cỡ này á không phải là gu của tôi. Bà nghe. Ủa hả? Em mới nói gì? Em nói anh phải là gu của em. Ủa vậy chứ lo lắng là tình nghĩa với nhau. Anh lo cho con em vậy, em lo lại cho anh vậy thôi. Ủa vậy thôi hả? Vậy thôi chứ anh nghĩ sao? Trời ơi. Ủa vậy là rồi sao? Đây mới là lo cho đây nè. Hình như tôi thấy là hình như hai người là trời xanh một đôi hay sao đó. Bên là người tứ, bên tư không? Tứ đều là số 4. Sáp lại đi. Hiểu. Sáp lại đi. Nó bậy à? Nó gì kìa lắm á. Nó trắng trợn á. Tầm bậy. Tầm bậy. Tôi với bà không có gì hết á, đúng không? Trời, chứ anh nghĩ có gì à? Bà muốn có hả? Ghen nữa kìa. Đừng có nói ghen. Ghen. Nó nói gì tới giờ rồi. Tầm bậy, trắng trợn. Trời bà, ơi, nè. Bà sao hả? Trời thì bà ghen chứ sao, còn đứng đây chi nữa. Chạy theo bà đi, lẹ lên. Ủa vậy theo. Vậy là bà lụy tình tôi á hả? Bà thương anh đó. Trời ơi, bà Tư, bà lụy tình tôi á, bà Tư. Bà Tư ơi. Có chừng té. Trời ơi, đúng là tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Trời ơi, yêu nhau thì đến với nhau đi, có gì đâu mắc cỡ. Đúng là tình già thật là đẹp mà. Người ta nói cưới vợ là để vợ lo. Lo cái gì mà lo? Người ta nói cưới vợ là mình lời to. Lời cái gì mà lo? Sống tôi chẳng lo gì, chỉ lo ra vô vài ly. Cuộc đời mấy khi có những ưu phiền. Trời sao tôi khổ quá vậy nè. Con tôi chẳng để vợ làm việc gì đâu. Chào bên này nhất. Từ dưới chén quét nhà làm.